Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em ha. Trong video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cái cách làm thế nào để trở về cái phần mềm zin trên cái màn hình Kia Cerato mà khi mà anh chị đã nâng cấp lên cái phiên bản mà có hỗ trợ về Android Auto và Apple CarPlay ha. Thì mấy ngày qua em nhận rất là nhiều cái câu hỏi của anh chị và các bạn hỏi về cách hạ về phiên bản gốc á, là phiên bản mặc định của cái phần mềm này á. Thì video này em sẽ hướng dẫn cho anh chị các bạn cách thực hiện đó ha. Rồi, để thực hiện xuống thì nó cũng khá đơn giản thôi. Thì mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là mình sẽ truy cập vào cái trang Kia đây, Kia Map này, đó. Cái trang này ha. Nếu mà anh chị và các bạn đã từng cập nhật bản đồ và phần mềm màn hình ở trên đây rồi thì cần đăng nhập vào thôi và chọn cái xe, rồi sau đó mình sẽ tải cái phần mềm cập nhật ha. Rồi, thì đã có tài khoản ở trên đây rồi á, thì cách này là cách dành cho anh chị và đã có tài khoản trên đây ha. Thì khi mà cập nhật xong thì những cái bản cập nhật cũ á nó sẽ còn lưu lại trên đây và mình không cần phải mua bản mới ha. Nếu mà anh chị thực sự muốn update lên thì anh chị hãy mua, còn nếu mà đã dùng được miễn phí 6 lần thì anh chị cứ làm theo hướng dẫn là có tài khoản rồi thì mình sẽ tải cái phần mềm nó hỗ trợ về. Đây là phần mềm hỗ trợ ha, nó đăng nhập tài khoản vào, sau đó bấm OK để cập nhật thì nó tự động nó sẽ tải cái phiên bản phần mềm cũ á, là phần mềm gần nhất mà anh chị và các bạn đã cập nhật á, tải xuống. Cái đó là miễn phí thì anh chị và các bạn chỉ cần cắm lên xe rồi sau đó tiến hành update bình thường thì mặc định cái này nó sẽ trở về cái phiên bản mà gốc á, phiên bản của nhà sản xuất luôn á. Rồi, cách thứ hai là nếu mà anh chị và các bạn không có, nghĩa là chưa từng tạo tài khoản ở trên đây á mà cái thời hạn bảo hành màn hình, có nghĩa là 6 lần được cập nhật miễn phí đã hết rồi á, thì anh chị và các bạn không muốn mua á, thì nó sẽ có một cách ha. Còn nếu muốn mua thì trên đây cái bỏ số tiền ra mua thì cập nhật thì tự động nó sẽ trở về cái bản zin thôi. Còn không muốn mua thì anh chị và các bạn sẽ tải giúp em một cái file. Ở đây em sẽ có ba cái file dành cho ba cái bản mà thường em hướng dẫn anh chị cập nhật lên là Sendona, Serato và Seluto ha. Đó, đây là Serato, còn đường link thì em sẽ cung cấp với phần mô tả video nha. Thì đây là cái file hạ cấp thôi, thì nó là cái file hạ cấp về phiên bản cũ và nó vẫn là cái phiên bản của nhà sản xuất luôn. Thì đơn giản anh chị và các bạn chỉ cần cắm cái USB vào. Rồi, cũng giống như tương tự như khi mà anh chị update lên CarPlay thôi. Và sau đó mình sẽ tạo một cái folder có tên là update ha. Đó. Rồi, mình tạo cái folder. Sau đó mình chỉ cần copy cái này vào thôi và anh chị không có giải nén nha. Anh chị cứ gọi hỏi em bát giải nén là gì, thực chất là cái này là cái file nén có mật khẩu và chỉ cần kéo vào trên đây thôi. Thì không cần mình phải tiến hành giải nén gì hết anh chị ha. Anh chị lưu ý thật kỹ giúp em nha. Không có giải nén nha. Cứ lâu lâu thì em cứ nhận câu hỏi là giải nén như thế nào, bát giải nén. Cứ tải về, sau đó mình sẽ copy. Rồi mình bắt vào trong cái folder có tên là update đó thôi. Và bây giờ em sẽ cắm vào ở trên cái màn hình để em hạ cấp nó nha. Rồi em cắm cái USB vào. Đây ha. Cắm vào đây. Đó, thì nó sẽ hỏi nè. Nó hỏi mình có muốn cập nhật hay không. Thì mình sẽ bấm Z. Này em bấm Z để nó trở về ha. Nó sẽ cập nhật. Rồi nó cập nhật gì thì anh chị và các bạn sẽ đợi trong giây lát nha. Nó sẽ tiến hành cập nhật khoảng thời gian, không có tắt tắt xe ha. Nếu tắt xe thường mình sẽ bị lỗi đó. Rồi, em sẽ để đó nha. Đây nó sẽ hiện lên cái màn hình kia nè. Giống như cái bản cũ ha. Nó ok. Đó. Rồi anh chị và các bạn thấy bây giờ nó đã về lại cái bản cũ rồi ha, nó sẽ không còn cái Apple CarPlay và cái Android Auto nữa. Đó. Bây giờ thì đã dùng thôi. Còn nếu mà anh chị nào mà bị cái lỗi này nè, cái lỗi này rất tiếc nó báo gì nè, thì xem video em hướng dẫn ở dưới đây ha, em sẽ có một cái video hướng dẫn cái này. Đó, thì vui lòng xem giúp em ở dưới phần mô tả này ha, và đường link em sẽ cung cấp với phần mô tả luôn. Rồi thì bây giờ thì đã về rồi thì anh chị và các bạn cứ sử dụng, còn nếu muốn nâng cấp lên thì có thể nâng cấp lại bình thường không vấn đề gì hết ha.
Rồi, video đến đây là hết ha. Nếu mà anh chị và các bạn nào mà có thắc mắc gì đó thì cứ để lại bình luận. Em sẽ cố gắng trả lời anh chị và các bạn sớm nhất. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hữu ích, có thể like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube giúp em ha. Rồi, cảm ơn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.